mấy cái thắt này em thấy sao mà toàn nó keng keng không người ta. Ở đây có hai chiếc màu đỏ nè. Gỡ thử đó. Chưa có gỡ cái cúc trước luôn anh chị các bạn. Bên cái con này cũng chưa thấy gì luôn, còn mới tinh nè. Mấy con này đúng nghĩa là lướt luôn nè. Con thì em thấy nó là đang bọc keo nè, bên đây thì không, nó mướt hơn. Không có bọc keo, không có gì hết, không có trầy xước tí xíu nào luôn các bạn anh chị. Nên là nhìn rất là đã luôn nha. Còn bên đây là những cái mẫu không biết là phải đúng đắc ý không hay là lên. Chút xíu mình coi hướng sau cho nó rõ rồi tư vấn của bà con ha. Thì hôm nay thì em trở lại bên cửa hàng xe máy Mạnh Quyết để cập nhật giá cho anh chị các bạn mình theo dõi nè. Địa chỉ là 90 trên đường là Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh bà con nha. Bên phải nè, cái hướng mà cùng chiều luôn. Đó, bà con đi thẳng cái hướng này luôn, đi về hướng của trường tiểu học Phan Huy Ích đó chị, hoặc là mình đi thẳng luôn đi ra hướng ngã tư Quang Trung, đi về Gò Vấp ha. Còn hướng ngược lại thì mình đi về ra đường Trường Chinh bà con. Còn giờ cùng gặp anh chủ đây, anh sẽ báo giá cùng với anh em mình hôm nay. Dạ anh ơi. Ê, rồi, chào em anh. Dạ. Rồi, anh giới thiệu sơ tí xíu bên cửa hàng mình lại cho những khách mới nha anh. Hôm nay cửa hàng của mình là địa chỉ là số 90, đường Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Cửa hàng của mình là gần khu nghiệp Tân Bình, gần cái cầu Tham Lương luôn. Cách còn mấy trăm mét thôi. Ở đây mình vẫn hỗ trợ là mua trả góp tất cả 63 tỉnh thành. Ở đây có trao đổi xe, có góp có thẻ tín dụng. Đây có trao đổi xe, ví dụ khách hàng đi xe ít tiền đến đổi xe nhiều tiền, số tiền còn lại thì mình có thể mua trả góp. Ở đây hỗ trợ được khách hàng là mua trả góp không đồng luôn, bao ship toàn quốc 63 tỉnh thành hết. Hỗ trợ khách hàng rút hồ sơ sang tên, bấm một số định danh luôn. Thì khách hàng cần thông tin về trả góp hoặc đổi xe ra sao, sang tên sao thì trên màn hình của mình có hai số điện thoại qua Zalo hết. Khách hàng cứ kết bạn Zalo thì alo trực tiếp cho em. Dạ. Ok nha. Hôm nay em thấy cái dàn công tay của mình đây đẹp quá trời anh, đặc biệt là có quẹt xuống áo nè. Hôm nay anh em mình sẽ giới thiệu cái hàng công tay này trước cho mọi người được không? Ok được em. Nhìn đẹp quá trời luôn nè. Đây nè, mình con này mình mới về nè. Dạ. Con này là bao khách hàng, con này đầu zin chưa rớt nha. Dạ. Sẽ rất đẹp luôn. Con này hẹt này hẹt 23 chuồng áo khách hàng nhá. Đẹp lắm anh chị. Đúng rồi, rất đẹp luôn. Đẹp con này là bao cho khách hàng là đầu zin chưa rớt nhá. Nếu đầu mua về đầu rớt trả xe cho em nhá. Dạ. Em bao đầu zin chưa rớt luôn, xe rất là cứng. Con xe này đang bán ra là 19 triệu rưỡi nhé. Xuống cái chó đèn á là chó đèn nhỏ của Sibac, cũng đúng như rồi. Là cái đồng hồ là đúng của đồng hồ ẹt nhỏ 2010 luôn. Đúng rồi. Cái form dáng xuống thì tem bọng là nhìn rất đẹp anh chị. Chúng khách hàng mua về chỉ đổ xăng chạy thôi nhé. Dạ. Bảng số là 62B1340-15. Cái này nếu như mà khách hàng mình muốn ra tên đúng gốc là chắc ok hết luôn. Được chứ, ở đây tất cả bất cứ xe nào cũng có cho khách hàng rút hồ sơ sang tên được hết. Dạ. Nên tùy theo nhu cầu của mỗi người thôi nhé. Dạ. Nếu mình muốn rút thì anh hỗ trợ cho mình. Đúng rồi, hỗ trợ mình rút hồ sơ sang tên hết nhé. Còn nếu không mình muốn sử dụng trong khoảng thời gian mình trải nghiệm thì có thể là anh viết giấy tờ mua bán và tranh chấp cho mình chơi, là sau này mình cũng quay đầu rồi được bình thường thoải mái. Ở đây là có trao đổi xe thoải mái, bán là thoải mái luôn nhé. Rồi con này là 19 hay 19 năm em mua rồi? Đúng rồi, 19.500 khách hàng nhé. 19.500. Có xe này đang bao đầu zin chưa rớt. Dạ. Xe máy chất nên là giá nó như vậy nhé. Dạ. Có trọng xe là đẹp, chất cứng. Xuống liền đẹp lắm. Đúng rồi. Còn bên đây là một cái chiếc Winner V1. Em thấy là cái cặp bánh mâm là có sơn thành màu vàng đồng. Còn ngoài ra hình như là nguyên bản hết ha. Con này là V1 nha khách nha. Xe này là bạn đang bán ra là 18 triệu rưỡi khách hàng nha. Dạ 18 triệu rưỡi. Màu này màu trắng đen 18 triệu 500. Rồi ok nha. Bảng số của nó là 93L136038. Dạ. Tầm này góp mà hồ sơ sạch là chắc là mình cơ hội góp không đồng chắc cao anh ha. Đúng rồi, ở đây là hỗ trợ khách hàng góp là từ 18 đến 60. Tuổi từ 18 mình mua trả góp được rồi. Dạ. Hỗ trợ khách hàng góp không đồng luôn. Ở đây khách hàng có hỗ trợ khách hàng góp nhiều khi 5-60 triệu là góp không đồng. Mà vẫn bao ship toàn quốc. Ở đây là có góp có thẻ tín dụng luôn, góp không đồng luôn. Yeah. Khách hàng cần cứ thắc mắc thì tư vấn thì cứ alo trực tiếp cho em nhé. Dạ rồi, ok nha. Anh em mình tiếp tục đến với một chiếc Exciter 150. Con này biển số thành phố đúng không bà con nha? Đúng rồi. 59B1-35786. Con này màu trắng đen. Xe này em đang bán ra là 19 triệu rưỡi khách hàng nhé. Yeah. Con này 19 triệu 500. Cái tình trạng máy móc của em nó là còn máy móc là nguyên zin hết khách hàng nhé. Dạ. Xe rất là đẹp, xe sạch đẹp nhé, máy móc là zin. Như cụ thể những cái dòng công tay như Exciter 150 hay Winner 150 vậy nè, thường thì anh sẽ hỗ trợ khách hàng về máy móc bảo hành máy móc thì tùy theo xe, có thể có xe hỗ trợ khách hàng 3 tháng 6 tháng, có xe thì cũng thể 12 tháng cũng có, tùy theo xe, tùy theo cái xe mà nó mới cũ khách hàng nhé. Ví dụ xe mà như cái này có thể bán cho khách hàng 3 tháng, có thể còn bán 6 tháng, tùy theo xe được mới cũ của xe. Rồi, ok nha. Giờ anh em mình qua tới chiếc Exciter 135 anh chị, biển số Đắk Lắk 47K109335. Con này cửa hàng em đang bán ra là 13 triệu khách hàng nhé. Dạ 13. Con này 13 triệu nhé. Cũng gọi ẹt 135 2013. Bán ra 13 triệu.
Rồi ok bà con nha, máy móc là mình còn riêng hết không ạ? Đúng rồi, con này là đầu là rớt rồi khách hàng nhá. À, con này máy đâm bao zin chưa đụng chạm là đầu rớt rồi. Dạ. Chắc là đầu rớt thì chắc là nồi rớt rồi. Dạ. À nhá. Rồi. Con này là đầu rớt rồi. Tổng quan là dàn ngoài là đẹp lắm bà đúng con rồi, nha. Rồi, xanh đẹp thôi. Mức rượt là không có gì mới chia sẻ nhiều đâu. Còn cái bên là một chiếc Winner V1, em thấy là có xuống bánh mâm rồi vô heo dầu rồi nhìn nó cũng đẹp lắm. Adeline thì phải anh em. Con này mình để giá sau anh. Con này là máy móc bao zin nguyên, con này là bán 18 triệu rưỡi khách hàng nha. 18 triệu. Winner V1 của số thành phố. Máy zin chỉ việc là có vô bánh mâm với lại một cái lonbo rất leo thôi ha. Đúng rồi. Biển số là 59. Mà cặp bánh rất đẹp nhá, bánh dạ. Bánh kiểu đẹp lắm. Nó phù hợp với cái xe. Cặp bánh kiểu đẹp. Còn đây là con này là ẹt này 2012 con này 2018 khách hàng nhá. Dạ. Con này em bán ra là 19.500. Dạ. Lấy đèn led nhá. Rồi 19 okay. Triệu rưỡi biển số 59B131543. Rồi ok nha bà con nha, giờ lỡ công tay rồi mình làm luôn cái giải công tay đi rồi anh em okay. Cái đầu nha. Được nữa. Dạ. Nãy giờ quay, quay luôn. Nãy giờ Winner ẹt này nè, bây giờ mình tới Rider rồi ha. Rider. Con Rider này rất đẹp khách hàng nha, màu xanh đen. Ốc tán đầu là sạch sẽ. Đúng rồi, con này ra rút hồ sơ khách hàng nha, xe này nó bán ra là 25.500. Dạ. Ra rút hồ sơ khách hàng nha, 25 năm. Rider. Là anh xe... bao luôn hồ sơ luôn rồi đúng rồi, xe rất đẹp khách hàng nha. Là hồ sơ này bây giờ mình có chưa hay là mình đang rút? Đang rút khách hàng nha. Rồi. Con này là chưa có, đang rút. Là coi như là hồ sơ về luôn, là bao gồm hồ sơ luôn. Đúng rồi, là 25.500. Ừ. Ok ha, bỏ trước bỏ sau là còn về đẹp ok. Đúng rồi, xe rất đẹp. Dạ. Yeah. Còn bên đây là một con Rider Sunker, biển số thành phố 59N247296 nè. Con Rider Sunker này thì con này là 2015 khách hàng nhé. Con này máy móc ăn bao zin nguyên nhé. Ừ. Xe liền làm rất đẹp luôn, xe này zin nguyên bản khách hàng nhé. Yeah. Không bị lai, like, bị tem chứ là còn rất đẹp luôn. Ừ. Màu đỏ đen rất đẹp. Yeah. Xe zin hết khách hàng nhé. Máy móc ăn bao zin luôn. Rồi. Khách hàng coi xe rất đẹp luôn. Tất cả xe zin hết, máy móc nó cũng chê được. Xe này đang bán ra 14 triệu rưỡi. Rồi, con này là 14 triệu rưỡi. À, anh vẫn bao cho khách hàng mình là đầu rồi máy móc là còn đúng rồi, máy móc là zin nguyên hết nha, 14.500 khách hàng 14 năm anh chị ha. Đúng rồi. Còn ai mà thích Sonic ha, nhẹ nhẹ tí xíu như là có vô một số ốc bên trên nè, rồi cùm tăng, bao tay. Đúng rồi. Còn, cặp vỏ xe là còn mới đẹp, Michelin City Roll á nha. Nói chung là con này là khách chủ xe vỏ còn mới đẹp dọn rất là dọn kiệt, rất là đẹp luôn. Yeah. Rất là chịu chơi, nhưng mà riêng máy làm bao zin nhá, đầu nồi zin nguyên chưa đụng chạm. Yeah. Dọn ngoài là căng hết luôn, vỏ viết còn mới tinh khách hàng nhá. À. Ốc là lên ốc còn ốc hết luôn. Yeah. Nó rất là kỹ. Ốc chi tiết là luôn. Full ốc máy được lên ốc Salaya hết rồi. Đúng rồi. Là cũng tốn nhiều tiền anh em. Là rất là kỹ luôn, từ bát tăng sên ốc đĩa là không lên hết luôn. Dạ đúng rồi đó. Là rất là kỹ luôn. Ừ. Con này em bao hồ sơ cầm tay có sẵn rồi, em bán là 31 triệu khách hàng nhá. Hồ sơ là có sẵn đúng luôn rồi. 31 triệu là em bao phí rút hồ sơ chọn gói hết rồi, có hồ sơ hiện tại có sẵn rồi. Con này thì đẹp lắm anh em ha. Đúng rồi, 31 triệu. Dạ rồi, qua lên đây đi anh, con Rider. Con này con Rider, biển số 60V3-67014. Con này đang bán ra là 23 triệu khách hàng nhé. 23 triệu. 23 triệu máy móc ăn bao zin nguyên nhé. Dạ, 67014 là biển số nha bà con nha. Rồi, giá áo con là trang đẹp cho anh em hết à. Còn đây là con Sonic. Dạ. Con này là 59F2-09679. Rồi. Xe này đang bán ra là 26.500 khách hàng nhé. Dạ. Máy móc là cùng máy móc là ăn bao zin hết nhé. Yeah. Khách hàng mua xe của em yên tâm, mấy con nào tình trạng máy móc ăn bao zin là bao zin nhá. Còn khách hàng mua về cứ mang ra tiệm xe quen của mình sửa xe mình test, hoặc mang hãng quen mình test. Yeah. Nếu máy rớt rồi thì khách hàng cứ trả xe lại cho em. Ừ. Yeah. Bao zin đúng bao zin. Rồi giờ anh em mình sẽ ra ngoài luôn đi. Dạ. Yeah. Ngoài đây thì có nhiều xe mà tầm vừa cho nhỏ tiền cho anh em mình dễ mua dễ đi làm nè. Như ở phía đầu hàng ở bên đây á, nó sẽ có một cái chiếc là Sirius FI RC phiên bản bánh mâm bánh đĩa biển số Bình Thạnh 59S1-89586. Con này bây giờ anh sẽ để cho khách hàng mình sao? Con này để cho khách hàng là con xe này là 10 triệu khách hàng nhé. 10 triệu. Đúng rồi, biển số thành phố, bánh mâm đĩa. Máy đi đâu anh? Máy móc zin nguyên nhé, có 10 triệu đồng thôi. À, mẫu này là tiết kiệm xăng mà chạy nó cũng bốc lắm anh chị nha, sướng lắm. À, mẫu này anh em nào thích thì có thể liên hệ cửa hàng nha. Đúng rồi. Này quýt lọc lá được tí xíu thằng cậu. Đó chứ, nói chung là bất cứ khách hàng đến cửa hàng thì bằng bất cứ giá nào cửa hàng cũng phải bớt khách hàng rồi. Dạ. Nhé, khách hàng yên tâm vui vẻ là được nhé. Rồi, qua đây một chiếc quay Black 59F1-71192. Con nuôi Black này cả nó bán ra là 11 triệu khách hàng nhé. Dạ, bánh mâm đĩa 11 triệu đồng nhé. Rồi ok nha anh chị nha, bánh mâm thắng đĩa luôn. Còn rồi. Đây là con rim gì đây anh? Rim này rim 50. Dạ. Con rim 50 khách hàng nhé, biển số 60AA20594. Dạ. Xe này đang bán ra là 4 triệu rưỡi khách hàng nhé. 4 triệu rưỡi. Đúng rồi, rim 50 nhé.
Dream 50 có vô cặp bánh mâm, nhìn nó cũng cáp của xe hơn. Xe sạch sẽ mấy em nhé. Quay ớt 110, biển số là Đồng Nai 60B3-23748. Tình trạng máy là đầu nồi sao. Con này là máy móc là riêng nguyên khách hàng nhá. Dạ. Con quay ES này nó bán là 9.500.000. Dạ, 9.500.000 khách hàng nhá. Ok bà con. Đúng rồi. Máy móc này đi làm cày bừa thì nó lành lắm. Đúng rồi, trong này đi như là vừa tiền. Dạ. Vừa tầm tiền dành cho dân đi cày bừa thì rất là tuyệt vời nhá. Rất sau là này mình cày khoảng thời gian có vốn mà mình trao đổi lên thì lỗ cũng không. Đúng rồi, đến đổi xe khác. Dạ. Trao đổi mà đây là có trao đổi xe mà. Ừ. Khách hàng đi xe nhiều tiền đổi xe ít tiền, hoặc là khách hàng đi xe ít tiền đến đổi xe nhiều tiền. Có trao đổi hết khách hàng nhé, yên tâm. Rồi chiếc Wayfa 110 dàn áo ở đây là em thấy đang bọc keo cả xe, cũng như đúng là rồi. Có vô thêm một cái cặp bánh mâm, nhìn cái xe nó cứng hơn. Biển số 59B3-20553. Con này là máy móc đang bao zin nguyên cho mình khách hàng nha, biển số thành phố nhé, bánh mâm. Xe này đang bán ra là 15.500.000 khách hàng nhé. 15 triệu 500. Dạ. Rồi ok bà con nha, 15 triệu 500. Còn đây là con VA tiếp màu đỏ bạc, con này 59M2-61892. Dạ. Xe này đang bán ra là 14.300.000 khách hàng nha. 14.3 triệu. Đúng rồi. Tất nhiên là tình trạng máy móc là khỏi bàn anh em nha. Đúng mới rồi, lắm, này dàn áo cũng bọc keo cả xe luôn. Để rất đẹp khách hàng, còn dán keo nguyên con luôn. Dạ. Còn đây là con Wayfa khách hàng nha. Dạ. Con này là 204, lốc trắng, biển số 72G1-31671. Dạ. Con này đang bán ra là 11 triệu khách hàng nha. Mười mấy chứ anh? 11 triệu. 11. Tình trạng máy móc là chắc là có qua làm rồi. Không, không, con này là con này thì đầu chắc rớt rồi khách hàng nhá. Dạ. Nhưng mà xe rất là sạch sẽ nhá. Dạ. Khách hàng coi đầu rất đẹp nhá. Xe rất đẹp luôn. Con này bán 11 triệu khách hàng nhá. Rồi, giá 11 triệu. Và đặc biệt là có lên cái đĩa. Cái đĩa trước nhìn đúng rất rồi. Là đẹp anh em. Lên đĩa trước khách hàng nhá. Máy móc khô ran luôn. Quay nhỏ mà có lên đĩa trước nhìn nó cũng đã nó đẹp đẹp anh em ha. Rồi, hoặc là khách nào thích thì về lên GS nhá. Dạ. Bên GS. Cầm mình quay hàng này luôn đi ha. Rơm. Dạ, mình vô trong đi anh. Rồi, xe sạch sẽ. Chiếc SH nè, mấy cái chiếc mà đầu clip này em có chia sẻ không biết sao mà nó mới quá trời mới mà chủ đi bán cái uổng nè. Xe mới tinh khách hàng coi ốc. Dạ. Vỏ thì trắng tinh nha. Này khỏi chê rồi anh chị ơi. Này tình trạng đó là đời mấy anh với lại con này là 2022, con này 2022 khách hàng nhá. 2022. Con này là 2022 125. Dạ. Con này là em đang rút hồ sơ khách hàng nhá. Dạ. Bao rút hồ sơ cho khách hàng chọn gói hết luôn là xe này là 69 triệu 500. 69 triệu 500 là em bao chọn gói rồi rút hồ sơ hết cho mình luôn nhá. Dạ. Nhưng là em bao máy móc là xe zin nguyên luôn, xe zin hết nhá. Xe đẹp keng luôn nhá. 69 triệu 500 là nó bao gồm hồ sơ sẵn cho mình luôn. Mà đúng rồi. Xe này thì đang trong quá trình con này rút. đang rút hồ sơ khách hàng nha. Dạ. Đang rút hồ sơ. Đúng rồi, bao rút hồ chọn gói 125 CBS các bạn nha. Đúng rồi. Qua cái bên là 160 ABS, một bản là thấp tiền nhất của Thác Nam, bản là cao tiền nhất của Thác Nam đó các anh chị. Đúng nhưng rồi. Mà mọi người thấy không, mẫu y chang. Con này là 160 khách hàng nhá. Xe này đang bán ra là 98.500.000. Dạ, 985. 98.500 160 2023 khách hàng nhá. Dạ. Con này 2023 còn dán keo trong nguyên con. Bản A thắng ABS nhá. Dạ. Rồi ok nhé bà con ha. À, bên đây là một chiếc này chiếc gì đây anh? Con này là SH là hàng 3 cục khách hàng nhá. Xe này là nhập Ý lắp ráp Việt Nam, gọi là SH hàng 3 cục nhé. 125 đúng không anh? Đúng rồi, con này em bao cho mình là đầu zin chưa rớt nhé, nắp dạ. Trao chưa mở luôn, em bao cho mình hết nhé. Dạ. Con này em đang rút hồ sơ luôn. Ừ. Những xe nhiều tiền rút hồ sơ cho khách hàng luôn. Con này em đang bán ra là bao rút hồ sơ chọn gói cho mình luôn là 92 triệu nhé. À. 92 triệu là em bao rút chọn gói dọn hết luôn. Con này em bao cho mình là nắp đầu zin chưa rớt, SH đúng hàng 3 cục khách hàng nhé. Dạ. Nếu không đúng hàng 3 cục khách hàng cứ trả xe lại cho em nhé. Rồi, 92 triệu 500. SH Việt Nam 3 cục nhập Ý và lắp ráp anh chị ha. Thì đây là 125. Giá anh bao là cũng bao gồm cả hồ sơ luôn rồi. Đúng rồi, bao chọn gói hồ sơ hết cho khách hàng luôn là 92 triệu 500 nhé. Còn nếu mà khách muốn là anh hỗ trợ ra tay giấy tờ là mình phải thêm. Đúng rồi, thì cho nên là cửa hàng sẽ hỗ trợ cho nên tùy theo khách hàng nhé. Còn là mình giao đầy đủ hồ sơ khách hàng về chỉ việc đăng ra tên thôi. Dạ. Xe máy móc là em bao zin nguyên nhé, màu trắng đen rất đẹp luôn. Ok anh. Mình qua cái bên là một chiếc SH Việt Nam. Nhưng đúng mà rồi. Mình lên dàn áo từ từ ở giống Ý vậy đó anh chị. À. Con này là SH Việt Nam lên Ý khách hàng nhá. Yeah. Con này biển số thành phố 59F1-59671. Xe này em đang bán ra là 40, con này là 42 triệu khách hàng nhá. Dạ, bung hè. 42 triệu. Rồi, ok bà con nha. Đúng rồi. Còn bên đây anh, con này là cũng lên luôn nè. Đúng rồi, con này cũng Việt Nam, con này lên full Ý luôn khách hàng, lên cả bánh luôn nhá. Con này màu trắng đen. Máy móc tất cả những cái dòng SH này em bao cho mình zin hết nhá. Yeah. Máy móc cũng chậm trả xe lại cho em. Em bao đầu zin chưa rớt hết, con này đang bán là 42 triệu khách hàng nhá. Dạ 42 triệu. Con này là 42 triệu, màu trắng đen rất đẹp nhá. Con này lên nhà áo giống Ý rồi lên cặp bánh mâm nữa. Đúng rồi, hết cả bánh lên hết cả hết dàn áo lên bánh lên hết luôn khách hàng nhá. Rồi, 42 triệu.
Còn bên kia là còn cái form Ý nhưng mà đời trước đúng không anh? Đúng rồi, con này là áo, con này nhập Ý nguyên con luôn, còn nguyên Ý đó khách hàng nha, con này 207. Yeah. Con này biển số là 60B272732. Yeah. Con này thì máy rất là êm khách hàng nha, máy móc là êm, bắt ế rất êm, chạy rất là giọt, nhưng mà đầu rớt rồi khách hàng nha. Đầu có rớt. Máy rất là êm luôn, đầu rớt rồi. Xe này em đang bán ra là 35.500.000 khách hàng nhá. Yeah, 35 nhá. Hỗ trợ khách hàng mua trả góp không đồng luôn nhá. Yeah. Nhiều khách hàng đây là từng giao dịch thì mình có thể hỗ trợ khách hàng mua trả góp EH xe cả 70-80 triệu góp không đồng luôn. Yeah. Ở đây có quẹt thẻ hết luôn, góp có thẻ sử dụng luôn khách hàng nhá. Rồi. Con này bị số đồng này 60B272732 anh chị nha. Chắc là mình đang ách thác, chắc mình tiếp tục hẹn rồi quay trên này luôn em. Dạ. Yeah. Ở đây là mình sẽ có một chiếc ách thác mod màu đen nè, đen bóng. Rồi. Con này là đời mấy đi anh? Con EH này thì con này là 2015 khách hàng nhé. 2015 em bao cho mình đầu zin chưa rớt nha, biển số thành phố nha, 59X147373. Chắc xe này bà con đúng nha. Rồi, xe này mới về luôn, xe em bao mình zin hết nha. Xe đẹp. Máy móc em bao zin luôn. Đó. Đó, xe này em đang bán ra là 33.500.000 khách hàng nhé. 335 SH Mod 2015 nhá. Dạ. Yeah. Bao máy móc zin nguyên, máy móc mà khách hàng mua về cứ mang ra tiệm sửa xe của mình gần nhất, mình test là chuẩn nhất. Yeah. Hoặc khách hàng nào có tiệm có sửa thợ sửa xe mình quen thì mình dẫn theo. Yeah. Đó cho làm sao cũng dễ cho cả khách hàng mà dễ cho cả cửa hàng. Yeah, còn khách hàng là không có thợ quen cứ mua mang về tiệm sửa xe gần nhà mình nhất là mình quen biết từ xưa rồi mình test lại. Nếu mà cửa hàng máy bao zin về thợ nói là ở mày con này máy zin là ok, còn thợ nói con này máy rớt rồi khách hàng mang xe trả lại cho em. Yeah. Nhá. Bán yên tâm. Con này tiếp là 33.500.000 khách hàng nhé. Dạ, 335. Đúng tất rồi. Nhiên là giá này anh chủ sẽ còn phít lọc lá nhẹ nhẹ cho anh. Nói chung mà tất cứ đây là xe này em báo giá đó khách hàng là giá mà thì rất không khả. Dạ. Còn cửa hàng khách hàng đến cửa hàng coi xe mua xe chắc chắn là cửa hàng sẽ bớt khách hàng. Dạ. Hoặc khách hàng nào mà không có thời gian đến cửa hàng coi xe thì khách hàng kết bạn Zalo với em, thích con xe nào em sẽ chụp hình chi tiết con xe đó gửi cho khách hàng tham khảo. Dạ. Khách hàng coi riêng về máy em bao zin, khách hàng ưng rồi em sẽ bao ship về tận nhà khách hàng luôn. Ừ. Lúc về nhà khách hàng coi xe chuẩn chỉ, lúc đó khách hàng nhận xe chuyển tiền cho em không lấy tiền trước nên khách hàng yên tâm tuyệt đối luôn. Rồi. Còn khách hàng giao dịch với em thì khách hàng yên tâm một điều là tất cả như là số tài khoản của em, căn cước công dân của em, giấy phép kinh doanh của em, mã số thuế đều mang tên em hết, đều mang tên địa chỉ, đều địa chỉ nhà luôn. Thì khách giao dịch với em là tuyệt đối yên tâm về thủ tục giấy tờ pháp lý cũng là tiền bạc yên tâm nhé. Rồi mời bà con mình tiếp tục qua đến một chiếc thắt mốt luôn, nhưng mà đây là phiên bản thắng ABS. Phiên bản màu này hồi đó gọi là màu cá tính á vậy. Đúng rồi, con này là bản đặc biệt đấy nhá. Con này là đời 2019. Mà con này là ABS khách hàng nhá. Rất là cao nhá. Vô kỳ phục bình dầu nè. Đúng rồi. 2019 tháng ABS luôn. Ở xe này em đang bán ra là 43.500.000 khách hàng nhá. 435. 435 là 2019 tháng ABS nhá. Dạ. ABS khóa thông minh, mắt khay đầy đủ bà con nha. Đúng rồi. Rồi, con này thì thật sự mà chia sẻ các bạn là cái bên là không có kém cạnh luôn, quá 47. Con này thì 2020, con này là Vision 2020 màu xanh rêu khách hàng nhé. Biển số 59N336518, xe này nó bán ra là 24 triệu khách hàng nhé. 24 triệu màu xanh rêu rất đẹp nhé, máy móc bao zin. Rồi ok, máy móc zin. Mấy cái tay ga này chắc mình bảo hành lâu anh ha. Đúng rồi, mấy con bao Vision, bao ga này có thể bỏ cho khách hàng 1 năm. Vì sao khách hàng mà thay nhớt tốt cho em bỏ cho khách hàng 1 năm được nữa. Yeah. Miễn sao khách hàng thay nhớt chuẩn là được. Rồi. Tiếp theo đây là một con Vespa nhập Ý. Con này Vespa này là 150. Yeah. Biển số 54S67226. Yeah. Con Vespa này là đúng hàng nhập Ý khách hàng nha, 150 luôn. Con này em bao cho mình đầu zin chưa rớt luôn nhá. Yeah. Đầu zin nguyên chưa rớt, em bán xe này bán ra là 11 triệu. Đó, Vespa nhập Ý nhá, màu vàng rất đẹp, 11 triệu. Đầu zin chưa có rớt luôn bà đúng con rồi. Nha. Đầu zin nguyên nhá. Yeah. Liberty, ở đây mình sẽ có con Liberty màu trắng đầu tiên nè, con này là có ABS luôn đúng nha. Rồi, con này là ABS luôn khách hàng nhá. Ở đây ABS nè bà con nha. Đó, con này là ABS luôn. Con này biển số là 59X27728. Yeah. Con này là máy móc em bao zin nguyên nhá, biển số thành phố nhá, ABS nhà xe này em bán ra là 20.500. 20.500. Rồi thắng ABS khách hàng nhá, màu trắng rất đẹp nhá. Rồi ok. Dòng Vespa Piaggio này phụ nữ đi rất là đẹp luôn, rất tuyệt vời nhá. Rồi còn, mình qua đây anh, cũng Liberty. Còn đây là luôn. Một con Liberty màu xám, Liberty S. Cái này là bản đặc biệt khách hàng nhá, màu xám, biển số 59U146369. Xe này đang bán ra là 12.500.000. 12.500.000. 12.500.000 khách hàng nhá, máy móc em bao zin hết nhá. Tính ra bây giờ chỉ hơn 10 triệu tí xíu là mình có một cái mẫu đúng xe rồi. Sang rồi, chạy rất là đẹp anh chị. Còn đây con này thì cũng sang chảnh luôn, con này biển số 59T157847. Con này anh này đang bán ra là 31 triệu khách hàng nhá. 31. Vespa Brim có 31 triệu thôi. Dạ. Rồi ok nha bà con nha, mọi người đó, xe rất đẹp nha. Quan trọng nhất em hỗ trợ khách hàng là mua trả góp không đồng luôn, bao ship toàn quốc luôn. Rồi. Đây bây giờ anh em mình xuống bên dưới sẽ có một cái chiếc Vision form cá tính màu xanh, bánh mâm 5 cây. Con này tương đối là còn rất mới luôn. Với ốp vô nhiều cái chi tiết mạ rôm nữa nè anh em.
Đúng rồi. Đây đó. Đập hết cũng như con này là bánh lớn 5 cây khách hàng nha. Rồi ống tán là xuất sắc luôn nha. Nó hơi tối nhưng mà đẹp lắm nha anh em. Con này giờ mình để giá sao anh? Con này là 2022 khách hàng nha. Yeah. Biển số 59Y382613, xe này đang bán là 31.500 khách hàng nha. 31.500. 31.500 bánh lớn nha. Dạ. Yeah. Bánh 5 cây bánh lớn. Rồi, ok. Máy móc là em bao zin hết nha. Dạ. Yeah. À, mình qua kế bên nha, một cái chiếc con Vario này là 150, yeah, màu trắng đen, biển số 59F214169. Con này là khóa mắt cây khách hàng nha, 150, yeah, khách hàng nha. Ừ. Chứ 125 nhá, xe này đang bán ra là 36.500. Con này màu trắng thì rất đúng là rồi đẹp anh em. Máy móc là em bao zin nguyên khách hàng nha, 36.500. Chiếc xe này anh em mình quan tâm thì liên hệ riêng với đúng rồi, xe rất đẹp nha, khách hàng nha. Em thấy thì đẹp lắm rồi. Máy móc là em bao zin hết. Dạ. Yeah. Rồi, giá 36.500 đúng không anh? Đúng rồi, con này là 36.500, biển số thành phố khách hàng nhá. Dạ rồi. Con okay này máy móc là em bao zin hết, xe rất đẹp khách hàng nha. Ừ. Khách hàng ưng xe nào calo trực tiếp cho em nha. Dạ rồi. Mình qua đây đến với một cái chiếc Janus màu đỏ, đỏ đô nha chị các bạn, đỏ đô. Con này hiện như thế nào đi anh? Con này là con Janus này là màu đỏ, đỏ đen khách hàng nha, biển số thành phố 59G21-6395. Xe này đang bán ra là 17.500 khách hàng nha. Rồi. Máy móc tất cả là bao zin hết, màu đỏ đen rất đẹp khách hàng nha. Rồi, ok, 17.500. Đúng rồi, 17.500 khách hàng nha. Máy móc là nguyên bản hết luôn. Đúng rồi, máy móc là bao zin nguyên, góp không đồng khách hàng nha, hỗ trợ trả góp toàn quốc luôn. Bất cứ mình tỉnh thành nào mua trả góp được khách hàng nha. Dạ. Đây một con Vision màu hồng mạnh mẽ dễ thương nè. Đúng rồi, con này là màu hường, biển số 60B463430. Yeah. Con này là màu hường, khách hàng màu hồng khách hàng nhá. Em xe này đang bán ra là 18 triệu. 18 triệu. Vision. Mẫu này là mẫu 5 dây tắt máy rồi khách hàng nhá. Dạ. Yeah. 18 triệu. 18. Bên đây là một chiếc AB này mình lên Thái hả anh? Đúng rồi, là... con AB này là AB nhập Thái nguyên con, à, phải lên Thái luôn nhá. Đúng xe rồi, này Thái là bao khách hàng đúng xe Thái nhá. Ừ. Con này là 2010 FY2010, biển số 55B842439. Xe này em đang bán ra là 28.500. Con AB này là AB đúng AB Thái nha khách hàng nha, chứ không phải là hàng xe lên nhá. Lên thắng đĩa sau đúng không anh? Đúng rồi, con này là lên đĩa sau khách hàng nha, rất dạ đẹp luôn. Đây em nhìn thấy thêm có một bình dầu rồi anh em ha, là lên thắng đĩa con sau. Con này rồi là đĩa trước đĩa sau luôn nhá. Xe này nhập Thái nha. Em bao dạ là đầu zin chưa rớt 28.500 nhá. Rồi ok anh. Xe Thái này là AB Thái này, giờ này em bán có giá đó cho khách hàng này. Lúc trước là không có giá đó đâu, lúc trước là xe này phải 30 mấy 40 nhá khách hàng. Đúng rồi bà con nha, thời gian trước đúng thì rồi AB Thái nó cao. Bây giờ là 28.500 khách hàng nhá. Dạ. Rồi bên đây đi anh, con AB nữa nè. Con AB này là 2019, khóa mắt cây màu đỏ bạc, biển số 38C132583. Xe này em bán 25.500 khách hàng nhá. 2019. Dạ. Rồi, ok anh. Còn đây là con Grand của Yamaha, biển số thành phố khách hàng nhá. Con này em đang bán ra là 18.500, biển số 59V206740. 18.500 khách hàng nha, màu đỏ rất đẹp luôn. Máy móc cũng zin hết đúng máy không? Máy móc là em bao zin hết, khách hàng yên tâm nha. Cái dòng Grand là cốp nó cũng rất là rộng luôn đúng anh rồi, chị. Cốp nó giống như lít vậy. Nhưng mà bây giờ cốp siêu rộng luôn. Giờ mà ai mà muốn rộng hơn thì xuống con này nè. Đúng rồi, con này rất là rộng luôn. Đây con là này là 2020 đèn LED khách hàng nha. Yeah. Khách hàng coi đèn LED đời 2020 nhá. Xe này đẹp không gì chê rồi. Ừ. Biển số thành phố 59G271709. Ừ. Cốp nó rộng lắm anh chị nè, cho bà con coi cái cốp nè. Đó. Chị em mình đựng đồ là thoải mái. Đó, luôn. Rất đẹp khách hàng nha. Cho này còn cuốn sổ bảo hành luôn. Đúng rồi. Còn rất đẹp khách hàng. Cốp rộng siêu rộng. 2020 giờ mình để nhiêu anh? Đúng rồi, con này cửa hàng đang bán ra là 20, con này là hai bán ra là 28.500 khách hàng nha. 285. 285 2020 đèn LED khách hàng nha. Rồi, 285 bà con nha. Bản số của nó là 59G271709. Cạnh bên là sẽ có một cái chiếc AB màu đỏ đen, rồi dán thêm một cái bộ tem nữa nhìn cũng rất là phù hợp. Đúng rồi, con này đỏ đen, biển số thành phố khách hàng nha. Yeah. 50N125520. Ừ. Xe này em đang bán ra là 23.500 khách hàng nha. 235. 235. Rồi, máy móc là cũng nguyên bản hết. Đúng rồi, máy móc em bao zin hết. Dạ. Còn đây là một con AB cũng máy móc zin luôn, 2010, biển số 56B11062. Xe này đang bán ra là 10, con này là 10, con này 14.500. 14.500, 2010 FY, biển số thành phố em bao zin hết khách hàng nha. Dạ. Rồi, ok nha anh chị ha. Còn bên kia là một chiếc Future. Đúng rồi. Biển số là 60H543629, phiên bản là bánh căm thắng đĩa nha anh chị. Con Future này thì 2023 khách hàng nha. Con này chạy có hơn 1.000 cây thôi. À. Có à không phải 2.600 rồi. Gần 2.700 rồi. Yeah. Con này là 2023 luôn, còn dán keo nguyên con khách hàng nha. Cái cản này còn dán keo trong luôn này. Yeah. Cái cản này keo trong không lột luôn. Còn này dán keo. Con này mới tinh, chạy cho đài hết chết cho đài nữa.
xe này em đang bán ra là 26.500 khách hàng nha. 26.500. 26.500 chưa chạy hết Hyundai luôn. Chìa khóa là còn đủ hai chìa. Đúng rồi. Còn một chìa trong... chưa xài luôn. Đúng rồi. Rồi bên kia là chiếc AB 2010. Con này là 2019. Con này là biển số thành phố 59B2 82148. Con này khóa thông minh 3D khách hàng nhé. Con này tem 3D rồi. Con này bản đặc biệt nó bán ra là 28.500, biển số thành phố khách hàng nhé. 285 bà con nhé. Khóa mắt cây khách hàng nhé. Đó. Khóa số cho dâu đủ hết luôn. Dạ, còn đủ. Rồi, bên kia là chiếc AB 125 đèn mã cú màu đen nhám, bản số là thành phố luôn, 59B1 của Tân Bình ở đây luôn này bà con nha. 66037. Rồi. Con này là biển số thành phố khách hàng nha. Xe này đang bán ra là 10 con này là 18.500. Dạ 18.500. 18.500 khách hàng nha. Xe rất đẹp luôn. Rồi, tất cả xe là đều có trả góp đầy đủ hết. Đúng rồi. Là bà con có nhu cầu ra tên rút gốc thì liên hệ với anh chủ nha, có hỗ trợ luôn. Ở đây là có hỗ trợ rút hồ sơ sang tên toàn quốc luôn. Dạ. Khách hàng nha. Rồi. Một chiếc Ly 125 tiếp theo nè. Đúng rồi, con này là màu xanh đen. Dạ. Con này xe rất đẹp khách hàng nha, màu xanh đen, biển số 48E127189. Con này con Lelit này em đang bán ra là 23.500.000. 23.500 khách hàng nhá. Ừ, rồi. Đó xe rất đẹp luôn. Bóng mướt, bóng bậy lắm. Đúng rồi, là... màu xanh đen. Mấy cái màu rất đẹp nhá. Con này màu ra ngoài trời nắng ảnh rất đẹp luôn. Vỏ lốp là trước sau còn tương đối ok, đặc biệt vỏ sau còn dày đẹp nha anh em nha. Này chị em mình mua về đổ xăng nữa là đúng rồi thôi. Dòng này rất là bền khách hàng nhé, dòng này đi mấy cái dòng này mà phe nữ này bao khách hàng đi cả năm trời ok, miễn cho là phụ nữ quan trọng nhất là có người quan tâm cho thay nhất cho mình là đi ok rồi. Chỉ rồi. Sợ nhất là phụ nữ chỉ biết đổ xăng mới chạy thôi, chị không bao giờ biết thay nhất. Yeah. Khi nào mà nó không cõng được mình nữa thì lúc đấy biết là xe hư thôi. Thế nên là không có cái gì mà bền được nhé. Yeah. Quan trọng là phải bền là phải do mình. Nhớ bền là mình phải dỡ thay nhất. Chạy định kỳ là mình thay nhất anh chị. Đúng nhé. Rồi. Còn ở đây là một con AB 2017 biển số 59C2. Yeah. 56280. Xe này em đang bán ra là 24.500 khách hàng nhá. 24.500. Màu cam đen, xe rất đẹp. Dạ. Yeah. Rồi còn cái Covision phiên bản cao cấp khóa thông minh mắt cây màu đỏ đô, biển số là thành phố Thủ Đức 00190 anh chị. Tôi nói thì sao anh? Đúng rồi, con này là biển số thành phố 2022 khách hàng nhá. Xe này em đang bán ra là 29.500. 29.500. Giá rất đẹp khách hàng nha, 29.500. Bên đây là chiếc Ly 125 nha, cái màu vàng này cũng độc lắm nè, ít khi gặp. Khóa đẹp. Đúng rồi, con này biển số 62B1-72749. Yeah. Con này em đang bán ra là 23 triệu khách hàng nhé. Dạ, 23. Con này khóa mắt cây rồi nhé. Dạ, 23 rồi. Triệu. Ok anh. Còn AB đây 2018, khóá thông minh. Biển số 62L160616. Xe này đang bán ra là 25.500 khách hàng nhé. Dạ. 25.500. Máy móc là riêng nguyên bản hết đúng không? Máy móc là em bao riêng nguyên hết. Khách hàng yên tâm nhé. Máy móc đụng chạm trả xe cho em nhé. Rồi bây giờ anh chị thấy này không, quay từ trên cao xuống thì mọi người thấy là có 4 cái chiếc BCS. Đúng rồi, đủ đời xe này chị. Dành cho các anh các chị mà đi phượt mà rồi. Đi phượt đường dài á thì tuyệt vời. Dạ. Hoặc là dân thích đi xe máy mà đi đường dài thì ngồi rất là sướng, ngồi thoải mái, cốp nó cũng rộng nữa. Đúng rồi, ngồi trườn xe sướng lắm. Dạ. Như con đỏ đầu tiên này là đời mấy đây anh? Con đỏ này em mới về luôn, là 2020 luôn. 2020. Con này là đời rất là cao, biển số thành phố khách hàng nhá. Dạ. 2020 xe này em đang, con này là em đang bán ra là 39.500. 395. Máy móc là em bao zin hết, 2020 khách hàng biết rồi nhá. Dạ. Basic mà đi đường dài đường trường ngồi thoải mái lắm. Khỏi chê luôn. Đúng rồi, ai mà đi ngồi basic rồi đi ngồi xuống xe khác thì không muốn đi luôn. Đôi khi là nó còn khỏe hơn thác đó bạn. Đó là đúng nó rồi. Thiệt đó. Rồi. Ngồi rất là sướng, rất là êm đầm nhá, chạy dạ. Rất là nhẹ xe. Rồi con này là anh để lại bao nhiêu? Đúng rồi, con này là 39.500 khách hàng nhá. Đèn led đồ hết đẹp nha. Đúng bà rồi. Con nha, 395. 39.500 đèn led. Còn có con trả góp luôn. Đúng rồi, hỗ trợ những con này hỗ trợ khách hàng mua trả góp không đồng luôn. Dạ. Quan trọng khách hàng thích thôi, cứ đến cứ mang căn cước đến cho em làm cho mình mua trả góp không đồng. Dạ. Hỗ trợ khách hàng góp tất là 63 tỉnh thành luôn, bất cứ mình tỉnh thành nào mua trả góp được. Dạ. Còn những khách hàng nào muốn sang tên, ví dụ khách hàng ở tỉnh mình làm ăn ở Sài Gòn, mình muốn sang tên chính chủ cửa hàng, hỗ trợ khách hàng góp mua sang tên chính chủ ở thành phố luôn. Yeah. Có nghĩa là vẫn bấm biển số thành phố mà khách hàng vẫn được đứng tên chính chủ luôn. Đó, khách đó là một điều tuyệt vời. Khách hàng cần thì cứ cần thì alo trực tiếp cho em. Yeah. Khách hàng muốn mua xe mua trả góp và được sang tên chính chủ mình chủ quyền sở hữu luôn, cửa hàng sẽ sang tên chính chủ khách hàng luôn. Dạ yeah. Rồi, ok anh. Cho dù khẩu mình vẫn ở tỉnh nha, mình vẫn sang tên chính chủ ở thành phố luôn. Vậy là quá tuyệt vời rồi. Đúng rồi nhá. Rồi một chiếc tiếp theo đi anh. Đúng rồi, con này là 2017. Con này cũng khóa mất cây rồi. Dạ. Con này em rút hồ sơ cầm tay đã có sẵn rồi. Con này em bán 31 triệu. Mặt nhám là đúng rồi. Là hồ sơ luôn à, 31 đúng không? Đúng anh? Rồi, 31 triệu là hồ sơ cầm tay có sẵn khách hàng nhá. Bao luôn cả hồ sơ rồi đó anh chị. Đúng rồi, bao trọn gói hồ sơ khách hàng 31 triệu. Dạ. Còn con này, con này là 2012. Con này biển số thành phố khách hàng, con xe rất đẹp nhá. Bao rất đẹp, máy móc bao zin hết. Dạ. Rất đẹp luôn. Con này em đang bán ra là 21 triệu khách hàng nhá. 21 triệu. 21 triệu khách hàng, coi vỏ biết còn dày cui luôn nhá. Chính xác luôn. Khách hàng coi vỏ còn dày nguyên nhá. Xe em bao cho mình máy móc zin hết. Đàn xi rất đẹp luôn. Dạ.
Dàn xi rất đẹp khách hàng nha, 31 triệu. Dạ 31 triệu. Rồi kế bên anh con này tương tự. Đúng rồi, con này cũng vậy luôn, con này cũng 2012 luôn, biển số thành phố luôn. Thì con này em bán cho khách hàng có 19 triệu thôi nha. Con này màu đồng, màu vàng đồng 19 triệu. Con này vỏ bếp cũng còn rất là khá khách hàng nha. Đó, vẫn còn xài được nha, chứ chưa phải thay hết nha. Nó có màu hơn con kia một xíu thôi. Cũng là rất là khá. Basic nhưng mà đủ giá, đủ đời hết bà con thấy không? Đúng rồi. Từ đời cao, giá ba mươi mấy đến đời thấp giá chỉ có đẹp, máy móc em bao zin nguyên nhá. Đủ đời đủ giá hết bà con ha. Đúng rồi. Đời cao đời thấp có hết. Coi như là nãy giờ á, anh em mình cũng có lướt sơ qua rồi báo giá quay tổng quan tất cả những cái mẫu xe tại bên cửa hàng xe máy Mạnh Quyết cho bà con mình tham khảo trong hôm nay, là video là ngày 23 tây tháng 3 rồi bà con ha. Đúng rồi. Anh chị nào quan tâm thì nhớ liên hệ riêng với chủ nha. Còn giờ nhiều phần trên chủ có chia sẻ nhắc nhở vấn đề nào với bà con không nè? Đây là địa chỉ cửa hàng, nhắc cửa hàng là địa chỉ cửa hàng em là số 90 đường Phan Huy Ích, phường 15 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Cửa hàng em là gần khu nghiệp Tân Bình, gần nhà máy dầu Trường An, gần cái cầu Tham Lương luôn. Ở đây em bao ship cho khách hàng là bao ship tất cả 63 tỉnh thành. Có mua hỗ trợ trả góp, có thẻ trả góp, có thẻ tín dụng luôn, có quẹt thẻ luôn. Có hỗ trợ khách hàng mua trả góp không đồng luôn. Ở đây là hỗ trợ khách hàng rút hồ sơ sang tên tất cả 63 tỉnh thành. Ở đây có trao đổi xe. Ví dụ khách hàng đang đi xe có xe nhớ ít tiền, mình muốn đổi xe nhiều tiền hơn, mình thấu tiền bù mình mua trả góp. Còn khách hàng có xe đổi, khách hàng có thể lấy, mình cần thiết mình lấy tiền ra sử dụng công việc, khách hàng cửa hàng vẫn hỗ trợ khách hàng lấy tiền ra để mình lo công việc ở nhà. Mình vẫn mua được con xe trả góp, xe đẹp vẫn được sang tên chính chủ. Ví dụ khách hàng hộ khẩu ở tỉnh mà mình đang lưu trú ở Sài Gòn, cửa hàng sẽ hỗ trợ khách hàng là sang tên chính chủ luôn, vẫn giữ biển số thành phố luôn. Nó cần khách hàng cần trên màn hình của em có hai số điện thoại hết, khách hàng cần thắc mắc tư vấn trả góp ship xe ra sao được alo trực tiếp cho em. Dạ rồi nha, đó là những cái thông tin bên cửa hàng xe máy Mạnh Quyết. Anh chị nào quan tâm thêm nhớ liên hệ riêng với anh chủ để anh tư vấn rõ, còn là bà con có nhín tí thời gian đến thực tế mình xem cho rõ ràng hơn mọi người nha. Cảm ơn tất cả bà con anh chị rất là nhiều đã theo dõi video nha. Hai anh em xin chào mọi người.